xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập trước, sau khi thoát khỏi bụng của Hắc Thủy Vương Xà, Phương Hàn đã hợp lực cùng Long Huyên đối phó với con rắn khổng lồ này. Tuy nhiên, đúng lúc ấy thì đã có một thế lực khác muốn tranh xác của con quái thú thượng cổ này với Phương Hàn, đó chính là Tuyệt Mệnh Đảo Chủ. Tên này nổi tiếng là người nham hiểm thâm độc có tiếng, xếp hạng thứ 38 trong top 40 tên đạo tặc trên biển. Trước kia, gã từng bái một trưởng lão Thiên Tuyệt Tông ở Ma Giáo làm thầy. Về sau, bởi vì tàn sát đồng môn, cướp đoạt pháp bảo mà bị trục xuất khỏi Ma Tôn nên mới chạy trốn tới hải ngoại làm tán tu. Tuy vậy, tuyệt mệnh đảo của người này vô cùng bí ẩn, không ai rõ là ở đâu. Sau khi xuất hiện, thì tuyệt mệnh đảo chủ đã cùng ba người Phương Hàn chiến đấu một hồi. Tuy nhiên, khi biết được thân phận của họ là đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn thì lại có chút dè chừng. Nhân cơ hội tên gia hỏa này phân tâm, Phương Hàn đã nhờ Diêm đả thương gã. Cảm nhận được uy lực kinh người, gã ta đã liền cúp đuôi bỏ chạy. Phương Hàn nghe theo lời Diêm tạm tha cho tên này. Tuy vậy, hắn nói sau khi hấp thu Hắc Thủy Vương Xà sẽ lập tức đi tìm tuyệt mệnh đảo để trả thù. Phương Tiểu Lâm có vẻ không muốn tham gia vào kế hoạch này, nhưng chủ nhân của nàng là một người gia trưởng. Bởi thế, sau khi bị hắn kề lưỡi kiếm vào cổ uy hiếp thì cô nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Ở bên cạnh, Long Huyên lúc này cũng nói cho hai người biết rằng Vạn Quy Tiên Đảo là một trong 10 môn phái tiên đạo, đồng thời là bá chủ trên biển. Thế lực này đã treo giải thưởng truy nã 40 tên đạo tặc, chỉ cần bọn họ lấy mạng tuyệt mệnh đảo chủ đem đến Vạn Quy Tiên Đảo, ắt sẽ có chỗ tốt. Cũng trong lúc ấy thì đám người Phương Thanh Vi và Diệp Nam Thiên đã đặt chân đến Bất Dạ Đảo. Tại đây, bọn họ được cha của Tiêu Thạch là Tiêu Bất Dạ mở tiệc đón tiếp. Trong lúc nói chuyện thì những người này đã nhắc đến chuyện trưởng giáo Vạn Quy Tiên Đảo đã phát ra ấn chiếu, hiệu lệnh tất cả tán tu trên biển tiến hành vây bắt 40 đạo tặc. Hai tên đạo tặc bài danh 39 và 40 vừa bị tru sát cách đây không lâu. Hiện tại, hẳn là mọi người đều đang tìm kiếm xảo huyệt của tuyệt mệnh đảo. Biết được tin tuyệt mệnh đảo chủ ở tại Ác Quỷ Hạp thì bọn họ đã cùng nhau bàn bạc kế sách liên thủ, cùng nhau đến đó để tiêu diệt tuyệt mệnh đảo chủ. Chuyển cảnh đến núi Vũ Hóa, Hoa Thiên Đô đến gặp Thiên Hình trưởng lão để bẩm báo chuyện Tiêu Bất Dạ đã lôi kéo đảo chủ các đảo Huyền Không Đảo, Vũ Hoa Đảo, Linh Châu Đảo, Ngao Ngư Đảo lập thành liên minh năm đảo. Không chỉ có bọn họ mà người của Thái Nhất Môn và các tiên phái khác cũng đang dục dịch muốn tấn công Ác Quỷ Hạp. Chính vì vậy, Hoa Thiên Đô muốn xin trưởng lão cho mình thay mặt Vũ Hóa Môn tham gia vào chuyện này. Trong lúc toàn bộ giới tu chân đổ dồn về phía Đại Dương Mênh Mông thì Phương Hàn đã tìm được một chỗ an toàn để hấp thu Hắc Thủy Vương Xà. Lúc bấy giờ, Diêm nói cho hắn biết Hoàng Tuyền Môn có một thuật tên là Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp. Nó có thể giúp pháp lực của người khác rồi chuyển thành pháp lực của bản thân, nhưng mà phải có vong tình thủy, đồng thời phải luyện Diêm La Kim Thân để phụ trợ. Hiện tại, Phương Hàn đã có cả hai điều kiện đó, cho nên Diêm đề xuất hắn đem hút lấy pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà, sau đó lại chuyển thành pháp lực của bản thân. Hắc Thủy Vương Xà sau khi hóa thành dao thì pháp lực trên người nó phải có lực lượng ít nhất là 1.500 mã lực, Diêm có thể lấy toàn bộ pháp lực này chuyển lên người Phương Hàn. Có điều xác suất thành công của quá trình này không cao, nếu không may thì dị chủng pháp lực xung đột lẫn nhau sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, một khi pháp lực hỗn loạn có thể khiến cơ thể bạo tạc mà nổ tan xác. Nghe Diêm nói vậy, Phương Hàn không do dự lên tiếng. Nếu không mạo hiểm thì làm sao có được kỳ tích? Ta không có khả năng trong vòng 10 năm tu luyện mà có thể chiến thắng Hoa Thiên Đô. Hiện tại, 10 năm đã qua gần 1 năm, thời gian càng ngày càng gấp rút rồi. Thấy Diêm đồng ý giúp mình dễ dàng như vậy, Phương Hàn có chút nghi vấn hỏi. Trên thế giới thật sự có loại kỳ công như Di Hoa Tiếp Mộc sao? Nếu như vậy, chẳng phải lẽ chỉ cần lấy mạng một cao thủ thần thông bí cảnh, dùng vong tình thủy tẩy rửa pháp lực của hắn, sau đó chuyển hóa thành pháp lực của ta là được. Cứ thế lấy mạng càng nhiều cường giả nói không chừng, ta thật sự có thể trở thành người vô địch thiên hạ. Diêm thản nhiên đáp, chuyển giao pháp lực là kỳ công của Hoàng Tuyền Môn, bất quá cũng không phải đơn giản như vậy. Chờ ngươi thử tiến hành sẽ biết, ta cam đoan, ngươi sẽ không dám lấy tính mạng ra thí nghiệm lần thứ hai, mà cũng có thể bây giờ ngươi sẽ bị pháp lực xung đột, dẫn đến bạo thể mà thiệt mạng cũng không chừng. Nhưng mà bây giờ ngươi không mạo hiểm thì căn bản không có nửa điểm cơ hội chiến thắng Hoa Thiên Đô. Còn có lần này, ngươi đi quy hư vô cùng hung hiểm, nếu ngươi không đề cao thực lực của bản thân thì sợ là cũng sẽ bỏ mạng ở đó. Đến đây thì cũng hết tập 3/4 Vĩnh Sinh 3D. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn!